Kính thưa quý ông bà và anh chị em, bài trước có đã nói về tầm quan trọng của việc cầu nguyện trong đời sống người Kitô tơ hữu cũng như trong cơn đại dịch hiện nay. Tiếp tục chủ đề cầu nguyện, hôm nay con xin được trình bày một số hướng dẫn của giáo hội về cách cầu nguyện sao cho đạt hiệu quả và thích hợp nhất, đặc biệt là trong hoàn cảnh của cơn đại dịch này. Để hiểu về cách cầu nguyện hiệu quả, trước tiên con xin được trình bày ý nghĩa sơ lược về cầu nguyện hay cầu nguyện là gì cầu nguyện không hẳn là một công việc nhưng đúng hơn cầu nguyện là một tâm tình sách giáo lý hội thánh công giáo cho biết cầu nguyện là một sự liên lạc sống động giữa cá nhân mọi người với thiên chúa hàng sống mối tương quan sống động của con cái thiên chúa với cha trên trời số hai năm năm con xin chắc lại Cầu nguyện không phải là một công việc. Tôi phải làm bao nhiêu giờ, đọc bao nhiêu kinh để Chúa trả công cho tôi? Không, cầu nguyện không phải là một công việc được đo bằng thời gian hay số lượng. Nhưng cầu nguyện là một tâm tình, một sự liên lạc sống động giữa cá nhân mỗi người với Thiên Chúa. Thánh Teresa Avila, vị tiến sĩ về cầu nguyện, không hề nặng đầu bóp trán để tìm ra một câu định nghĩa triết lý về sự cầu nguyện nhưng thánh nữ miêu tả câu cầu nguyện là cách thức để qua đó mỗi người siết chặt tình bạn với chúa tất cả những điều làm cho chúng ta siết chặt tình bạn tình thân với thiên chúa đó là cầu nguyện vì vậy khi cầu nguyện cần lưu ý hai nguyên tắc nguyên tắc thứ nhất trong cầu nguyện điều quan trọng không phải là những gì chúng ta làm được cho chúa nhưng là những gì chúa làm được trong chúng ta Nguyên tắc này đơn giản nhưng quan trọng vì đôi lúc chúng ta xem việc cầu nguyện, việc dành thời giờ cầu nguyện như là một việc chúng ta hy sinh cho Chúa, ban ơn cho Chúa. Thiệt ra, Chúa không cần. Vì Chúa quá cao vời. Kinh nguyện Thánh Thể thứ tư khẳng định việc chúng ta ca ngợi cảm tạ Chúa không thêm gì cho Chúa, nhưng là mưu ích cho chúng ta. Con xin nhắc lại nguyên tắc. Trong cầu nguyện, điều quan trọng không phải là những gì chúng ta làm được cho Chúa, nhưng là những gì Chúa làm được trong chúng ta. Cầu nguyện không phải là lúc chúng ta tác động lên Chúa, bắt Chúa phải làm thế này, bắt Chúa phải làm thế kia, dùng đủ mọi lý lẽ, nhưng là lúc để chúng ta, nhưng là lúc để Chúa tác động lên chúng ta, để chúng ta được biến đổi theo như ý Chúa và và nhờ sự biến đổi đó, mọi sự sẽ trở nên tốt đẹp, có khi còn tốt đẹp hơn những gì chúng ta xin. Khi cầu nguyện Đừng sợ thấy mình trơ trơ ra đó Không có tâm tình gì Tác động chính yếu của cầu nguyện hệ tại ở chỗ là chúng ta đi vào trong sự tương quan với Chúa và sống sự hiện diện trước nhan Thánh Chúa. Cầu nguyện nghĩa là đứng trước mặt Chúa, nâng tâm trí mình lên Chúa với tất cả lòng tôn kính và thờ lại. Cầu nguyện là đặt mình trước nhan Thánh Chúa để nhan Thánh Chúa soi tỏ và làm biến đổi chúng ta giống như con tắc kè leo lên ngọn cây phơi mình dưới ánh nắng mặt trời và sức nóng của ánh nắng mặt trời làm biến đổi màu sắc của nó. Hay như chiếc lá phơi mình dưới ánh nắng nhờ quan hợp mà nó đón nhận sức sống. Khi chúng ta đặt mình trước nhan Chúa thì sức nóng, ánh sáng, tình yêu của Chúa sẽ làm tan chảy con tim băng giá của chúng ta. Khi chúng ta cầu nguyện mà thấy mình không sốt sắng thì hãy dâng lời nguyện như Thánh Francisco de San là lại Chúa con chỉ là củi khô Xin Chúa hãy chăm lửa Nguyên tắc thứ nhất Trong cầu nguyện điều quan trọng Không phải là những gì chúng ta làm được cho Chúa Nhưng là những gì Chúa làm được trong chúng ta Nguyên tắc thứ hai Trong cầu nguyện điều quan trọng Không phải là nghĩ nhiều Mà là yêu mến nhiều Cầu nguyện không phải Chỉ dùng lý trí để suy nghĩ Về Chúa thế này Chúa thế khác nhưng còn dùng con tim để cảm nghiệm tình yêu của Chúa, cảm nghiệm những việc Chúa làm để có thể nói là cùng vui niềm vui của Chúa, cùng đau nỗi đau của Chúa, cùng hòa nhịp đập với con tim của Chúa. Một ví dụ rõ ràng nhất đó chính là hình ảnh Đức Mẹ dưới chân cây thập giá. Khi đó Đức Mẹ cầu nguyện chiêm ngắm Chúa, chắc Đức Mẹ không dùng lý trí để suy nghĩ Chúa Giêsu con mẹ bị bao nhiêu roi đòn, chảy bao nhiêu máu nhưng lúc đó Đức Mẹ cảm nghiệm nỗi đau của Chúa Giêsu. Phần lớn trong giờ cầu nguyện là cảm nghiệm, còn suy niệm chỉ bổ trợ mà thôi. Thánh Teresa hài đồng Giêsu nói: Nếu chúng ta để cho Chúa yêu mến chúng ta, thì chính Chúa sẽ thực hiện điều tốt đẹp mà Ngài định sẵn cho chúng ta. Nguyên tắc thứ hai trong cầu nguyện, điều quan trọng không phải là nghĩ nhiều, nhưng là yêu mến nhiều áp dụng việc cầu nguyện vào cơn đại dịch hiện nay Chúng ta tự hỏi làm sao chúng ta cầu nguyện gặp gỡ Chúa cách hiệu quả nhất trong hoàn cảnh này đây Trước hết xin trả lời Không nơi nào có người cầu nguyện gặp gỡ Thiên Chúa tốt hơn cho bằng Cử hành và tham dự Thánh lễ Sách giáo lý hội Thánh Công giáo dạy Thánh lễ là trung tâm Là nguồn mạch và chớp đỉnh đời sống Kitô hữu Số 1324 trong thánh lễ chúng ta tiếp nhận lời Chúa Đón nhận bánh thánh ban sự sống là chính Đức Kitô Là nơi sự hiệp nhất của cộng đoàn dân Chúa Thánh Bonaventura nói Ơn ích và sự kỳ diệu của thánh lễ Nhiều như sao trên trời Như cát dưới biển Trong thánh lễ Thiên Chúa sẽ thông ban những ơn huệ Những phúc lành, những đặc ân trọng đại Mà không có bất cứ nơi nào có được Và những đặc ân trọng đại đó không chỉ thông ban cho những người tham dự thánh lễ và rước lễ mà còn cho tất cả những ai mà người ấy cầu nguyện cho cả ở trần gian và trong nơi luyện tội thánh giòn damaso nói nếu ai mong mỏi được biết làm cách nào bánh thánh trở thành thánh thể của chúa kitô thì tôi sẽ nói cho người ấy đó biết cho người đó biết là chúa thánh thần bao trùm lấy vị linh mục và tác động trên linh mục như đã tác động trên Đức Maria Đồng Trinh khi xưa, khi thiên thần tới truyền tin cho Đức Mẹ. Vì thế có thể nói một cách bóng bẩy như Thánh Bonaventura rằng Thiên Chúa ngự xuống trên bàn thờ trong thánh lễ không khác gì khi lần đầu người xuống thai trong cung lòng Đức Trinh Nữ Maria. Trên trái đất này và ngay cả trên thiên đàng không có gì làm vinh danh Chúa hơn là tham dự thánh lễ và cử hành thánh lễ không có ở nơi nào Thiên Chúa ban tặng nhiều ơn thánh hơn ở trong thánh lễ. Nhưng kính thưa quý ông bà, anh chị em, trong tình hình đại dịch Covid-19 diễn biến trầm trọng ở nhiều nơi, trong đó có cả tại thủ đô Vatican. Nhằm bảo vệ sự sống của con cái mình và của mọi người, giáo hội nhiều nước đã phải tạm ngưng thánh lễ công cộng cho nhiều người. Nhưng quý ông bà, anh chị em lưu ý, điều đó không có nghĩa là các linh mục không làm lễ riêng các linh mục hàng ngày vẫn làm lễ để cầu nguyện cho mình và cho mọi người trên thế giới mẹ tê sa canh thành canh của ta thường hay nói với các chị em trong dòng mình rằng không có thánh lễ chúng ta biết sẽ ra sao không có thánh lễ mọi sự dưới gầm trời này chắc hẳn sẽ bị thiêu hủy chỉ có thánh lễ mới ngăn được sự phẫn nộ và bàn tay uy quyền của thiên chúa không có thánh lễ chắc chắn thế giới sẽ bị diệt vong Quý ông bà anh chị em hãy tin chắc rằng dù không có thánh lễ công cộng nhưng các linh mục trong thời gian đại dịch vẫn đang dân lễ hàng ngày từng giây từng phút trên trần gian này vẫn diễn ra thánh lễ để cầu nguyện có khi dân thánh lễ còn nhiều hơn bình thường để cầu nguyện cho thế giới cho anh chị em cho mọi người và cho các linh hồn tại Việt Nam với việc diễn biến phức tạp của cơn dịch bệnh các đức cha ở giáo phận tùy thuộc vào tình hình thực tế đã đưa ra những hướng dẫn chi tiết và cụ thể cho việc cử hành thánh lễ, lễ riêng cũng như lễ công cộng. Mong quý ông bà và anh chị em tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn của các đức giám mục giáo phận của chính phủ và của Bộ Y tế. Những ai còn có thể tham dự thánh lễ được thì hãy tham dự hết sức sốt sắng với hết tâm tình vì đó là một đặc ân và là phương thế hữu hiệu nhất để cầu nguyện cho mọi người còn những ai không thể tham dự được thánh lễ Khi giáo hội đề nghị Thì giáo hội đề nghị những phương thế cầu nguyện Như hiệp thông với các thánh lễ trực tuyến Và rước lễ thiên liêng Để kết hiệp với cuộc khổ nạn của Chúa Và xin Chúa ngự vào tâm hồn mình Đặc biệt trong cơn đại dịch Mọi người hạn chế tiếp xúc Thì việc cầu nguyện riêng lại trở nên thuận lợi Và rất cần thiết ở đây con xin được đưa ra một vài điểm hướng dẫn để giúp những giờ cầu nguyện cá nhân cũng như chung của gia đình đạt hiệu quả hơn. Điểm thứ nhất, muốn cầu nguyện thì cần phải có thinh lặng. Không thinh lặng thì không cầu nguyện được. Luật dòng cách mân chương 21 cũng đã viết sức mạnh của anh em ở nơi sự thinh lặng. Thật ra sức mạnh của mỗi người tiềm ẩn trong sự thinh lặng. Ở đời người ta không sợ những kẻ nói nhiều lăng nhăng lung tung cho bằng những kẻ biết thinh lặng, biết quan sát sự việc và đưa ra những quyết định không ngoan. Ở đời người ta còn cần thinh lặng, uống hồ chi là trong tương quan với Thiên Chúa. Triết nha, nhà, nhà toán học Blair Pascal từng nói, tất cả các vấn đề của loài người đều xuất phát từ việc người ta không có khả không có khả năng ngồi yên thinh lặng trong phòng một mình nhà triết học vĩ đại của thế kỷ thứ 17 này cho rằng hầu hết chúng ta đều để mình lãng phí thời gian và một loạt các trò tiêu khiển. Có khi nghịch hướng, có khi chệt hướng, có khi vô bổ thay vì tập trung vào những gì thực sự là quan trọng. Và điều này thật sự đúng bởi vì đôi khi chúng ta dành quá nhiều thời gian vào những chuyện vô bổ, lăng xăng, lo đủ chuyện nhưng chuyện quan trọng nhất là tương quan với Chúa thì lại quên. Đây là lúc mọi người thể hiện khả năng ngồi yên trong phòng một mình, thể hiện khả năng thinh lặng suy gẫm cuộc đời và đi vào cầu nguyện với Chúa. Vì quả thật, không thinh lặng thì không thể nào cầu nguyện được. Mẹ Thánh Teresa Canh của ta nói, hoa quả của thinh lặng là cầu nguyện, hoa quả của cầu nguyện là đức tin, hoa quả của đức tin là tình yêu, hoa quả của tình yêu là phục vụ và hoa quả của phục vụ là bình an. Qua câu nói này chúng ta thấy không có thinh lặng thì không thể cầu nguyện mà không có cầu nguyện thì hỏng hết. Nên điều trước tiên chúng ta cần làm trong cơn đại dịch này là hãy lắng động tâm hồn, bình tâm lại, đặt mình trước nhan Chúa và bước vào cầu nguyện. Và từ sự cầu nguyện mọi sự sẽ bắt đầu biến đổi chúng ta sẽ nhận ra thánh ý của Thiên Chúa, nhận ra sự hướng dẫn của Chúa trong mọi vấn đề. Ở đây, con xin được giới thiệu một phương pháp cầu nguyện truyền thống của giáo hội, đó là cầu nguyện với lời Chúa, hay còn được gọi là Lectio Divina. Cách cầu nguyện với lời Chúa bao gồm bốn bước cơ bản, đó là đọc, suy niệm, cầu nguyện và chiêm niệm. Trước tiên, mỗi người hãy đọc một đoạn văn kinh thánh đọc một đoạn văn kinh thánh. Nếu tốt nhất đọc phúc âm Matthew mà chúng ta đang cử hành trong đọc trong năm phục vụ này. Thứ hai, mỗi người hãy chọn ra một từ hoặc một câu đặc biệt đánh động lòng mình và sau đó suy niệm, suy đi nghĩ lại trong lòng từ hoặc câu mà mình đã chọn. Thứ ba là cầu nguyện. Mọi người hãy nói chuyện với chúa, nói với ngài bằng lòng mình đã được đánh động bởi những từ những câu mình được đánh động như thế nào, nói với ngài. Thứ tư và là bước cuối cùng, mỗi người trong thinh lặng hãy lắng nghe tiếng chúa nhận ra những gì ngài nói đang vang vọng lại trong tâm hồn mỗi người và đưa ra quyết tâm sống. Mọi sự sẽ được biến đổi, tình cảm sẽ được dâng trào dân khi chúng ta suy niệm lectio divina, suy niệm với lời Chúa. Con xin nhắc lại, điểm thứ nhất để giúp chúng ta cầu nguyện tốt hơn, muốn cầu nguyện thì cần phải có sự thinh lặng, không thinh lặng thì không cầu nguyện được. Điểm thứ hai để giúp một giờ cầu nguyện hiệu quả đó là tâm trí phải hòa cùng lời kinh. Tâm trí phải hòa cùng lời kinh. Đây là nguyên tắc mà Thánh Biển Đức đã ghi trong sách tu luật của ngài. Khi cầu nguyện với thánh vịnh thì tâm trí phải hòa cùng lời kinh. Nguyên tắc này cũng có thể áp dụng khi chúng ta lần chuỗi mân côi, lần chuỗi lòng thương xót hay đọc bất kỳ một kinh nào. Thánh Biển Đức dạy rằng, đọc thánh vịnh cầu nguyện hay đọc kinh lần chuỗi thì lời đọc phải đi trước tâm trí. Lời đọc gợi lên tâm tình rồi chúng ta hòa lòng mình vào trong tâm tình của lời đọc nhưng thường việc này lại không xảy ra như vậy chúng ta thường đọc mà không để tâm của mình vào lời kinh mình đọc đọc cho xong cho rồi và kết quả là sau một hồi đọc kinh dài nhiều giờ đi nữa chúng ta cũng không có tâm tình không có lòng mến nào cả bình thường khi giao tiếp chúng ta nghĩ rồi chúng ta mới chuyển thành ngôn từ mới thành lời nói. Nhưng trong phụng vụ hay đọc kinh thì ngược lại. Ngôn từ đi trước, phụng vụ thánh dành cho chúng ta những lời đọc. Chúng ta phải đi vào bên trong lời đọc, trong ý nghĩa của ngôn từ, tiếp nhận ngôn từ trong lòng để mình hòa vào tâm tình của lời đọc. Nhờ đó, lòng chúng ta hướng lên Chúa theo tâm tình của những lời mình đọc. Đức Nguyên Giáo Hoàng Bê Tô thứ 16 dạy rằng yếu tố căn bản tiên quyết của cuộc đối thoại với Thiên Chúa trong phụng vụ là sự hòa điệu giữa lời mình đọc nơi môi miệng và nội dung mình suy gẫm trong lòng. Vậy, xin quý ông bà, chị em hãy nhớ nguyên tắc tâm trí hòa với lời đọc khi chúng ta đọc kinh phụng vụ hay khi đọc bất cứ kinh nào của giáo hội. Nguyên tắc này chắc chắn sẽ giúp quý ông bà và anh chị em cầu nguyện và đọc kinh sốt sắng hơn rất nhiều. Điểm thứ ba để giúp quý ông bà anh chị em cầu nguyện sốt sắng đó là mỗi người chúng ta không cầu nguyện một mình nhưng cầu nguyện với mọi người. Chúng ta không cầu nguyện cho mình nhưng là cho tất cả mọi người. Chúng ta đến với Chúa không phải với hai bàn tay trắng, nhưng là đến với Chúa bằng cả niềm vui nỗi buồn cuộc sống của chúng ta và của anh chị em chúng ta. Mặc dù lời cầu nguyện của mỗi người là riêng tư vào phòng đóng kín cửa lại, nhưng cánh cửa đó không được đóng lại với những người anh chị em chúng ta, không đóng lại những hoàn cảnh khó khăn của họ. Khi giải thích về kinh lệ cha, Đức Thánh Cha Phan Cô đã nói, trong kinh lạy cha thiếu một từ, đó là từ tôi không bao giờ có từ tôi riêng biệt trong kinh lạy cha nhưng đó luôn là từ chúng tôi từ chúng con toàn bộ phần thứ hai của kinh lạy cha được xưng ra ở ngôi thứ nhất số nhiều xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con xin đừng để chúng con xa trước cám dỗ nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ trong lời cầu nguyện Kitô giáo không ai xin cơm bánh cho chính mình nhưng là xin cho chúng con, không ai cầu nguyện cho đau khổ của riêng mình nhưng là cầu nguyện cho nỗi đau khổ của chúng con, của gia đình, của cộng đoàn và của toàn thế giới. Trong lời cầu nguyện, người tín hữu mang đến tất cả những khó khăn của những người sống bên cạnh mình khi chiều đến người Kitô Tô Hữu thưa với Chúa về những nỗi đau mà mình đã trải qua trong ngày đó. Đặt mình trước mặt Chúa với nhiều khuôn mặt của bạn bè, thậm chí là thù địch. Người Kitô Tô Hữu không xua đuổi những điều đó như những điều phiền nhiễu, nguy hiểm. Nếu một người không nhận ra rằng có nhiều người xung quanh mình đang đau khổ, nếu chúng ta không động lòng thương xót những giọt nước mắt của những người nghèo, những người bị dịch bệnh những người gặp khó khăn xung quanh thì lời cầu nguyện của chúng ta không thể nào đẹp lòng Chúa được. Và khi đó trái tim của chúng ta không những bị khô héo mà còn biến thành chai đá. Đức Thánh Cha Phan Xích Cô khẳng định không có chỗ cho chủ nghĩa cá nhân trong khi cầu nguyện đối thoại với Thiên Chúa. Không có sự phô trương của những vấn đề của chính mình như thể mình là người duy nhất trên trần gian này phải chịu khổ không có lời cầu nguyện hướng về thiên chúa mà không phải là lời cầu nguyện của một cộng đoàn anh chị em chúng ta chúng ta ở trong cộng đoàn chúng ta là anh chị em chúng ta là một dân cầu nguyện và điều này càng rõ ràng hơn trong cơn đại dịch hiện nay chúng ta là một cộng đoàn chúng ta phụ thuộc vào nhau kính thưa quý ông bà và anh chị em trong cơn đại dịch bệnh hiện nay số người nhiễm mỗi ngày một tăng và người chết cũng vậy biết bao nhiêu người đang chiến đấu ở tuyến đầu để phòng chống dịch bệnh biết bao nhiêu người đang phải đau khổ vì khủng hoảng kinh tế khủng hoảng tâm lý và khủng hoảng đau đớn vì chính thể xác nữa và chính chúng ta cũng đang gặp khó khăn vì vậy đây là lúc chúng ta cần nhiệt tâm hơn trong lời cầu nguyện một lời cầu nguyện sốt sắng là một lời cầu nguyện trong chính thinh lặng biết để tâm trí mình vào lời mình đọc và đó là một lời cầu nguyện không chỉ cho mình mà còn cho tất cả những người đang đau khổ chung quanh chúc anh chị em cầu nguyện sốt sắng trong những ngày đại dịch khó khăn này amen